Hồng xin thân ái kính chào quý khán giả. Quý khán giả đang bước vào chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Diễn Xứ do Thu Hồng và Trần Thiện phụ trách. Thu Hồng xin chào anh Trần Thiện. Trần Thiện xin chào Thu Hồng và tôi xin kính chào tất cả toàn thể quý khán giả đang theo dõi đài Việt Nam America Television trên băng tần 57.3. Và chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Diễn Xứ được phát hành hàng tuần trên băng tần 57.3 của đài Việt Nam America TV. Mọi đóng góp ý kiến xin gọi về cho Thu Hồng là 714-417-1030, 714-417-1030. Anh Trần Thiện ơi, hôm nay chương trình mình sao? Có gì vui không? Không, hôm nay là mình có một vị khách rất là đặc biệt. Dạ. Cũng xin được nói sơ qua về vị khách này, đó là anh Huỳnh Long Giang. Huỳnh Long Giang với Thiện là đã có cái cơ hội làm việc với nhau rất là lâu và cũng rất là long time, thời gian rất là dài. Đó là làm về chuyển âm phim, phim Trung Quốc. Là lồng tiếng đó phải không? Lồng tiếng đó. Huỳnh Long Giang là phải nói là một thành viên kỳ cựu nhất trong làng chuyển âm này. Dạ. Và Huỳnh Long Giang có một giọng ca rất là hay về cổ nhạc, cho nên là lần vừa rồi đó thì Giang có hát cái bài là Thư Về Quê Cũ. Dạ. Của soạn giả Vĩnh Châu. Dạ. Nhưng mà lần đó thì Huỳnh Long Giang chưa có thuộc bài lắm, cho nên là có cầm giấy để mà hát. Dạ, đúng không? Cầm bài. Dạ. Và có khán giả người ta yêu cầu, tôi nói là giọng của anh Giang hay quá, mà anh Giang nói là tại vì chưa có thuộc được bài mới. Dạ. Cho nên là trong cái thời gian vừa qua, nhất là cái mùa Halloween này, Huỳnh Long Giang là bỏ công chức ra để tập cho thuộc. Tức là thiệt khỏi thuộc. Bỏ đi xin kẹo luôn ngày hôm qua nha. Đó đó, không có dẫn con xin kẹo vậy đó, chắc là vợ giận lắm mà con buồn lắm á. À, anh Thiện nhớ về chuột lỗi nha. Anh Thiện biết không, thường thường thì bạn mình mời đó, thường thường một tháng mới đáo lại một lần. Nhưng mà đặc biệt chú Huỳnh Long Giang là Hồng xin mời lại lần nữa, tại vì có nhiều vị khán giả đến nói với Hồng là giọng ca quá hay mà uổng quá cầm giấy không có thấy mặt mũi đâu hết. Hôm nay mời chú Huỳnh Long Giang trở lại. Và để thôi bây giờ để mở đầu chương trình thì cho Hồng bắt trước nha. Rồi trước nha. Dạ. Tôi Hồng xin mời quý khán giả thưởng thức bài Nam Xuân. Dàn nhạc của chúng ta hôm nay có bạn Minh Đức, bạn Văn Hoàng và bạn Ngọc Tiến. Chúa công ơi, một cuộc đao binh một quán sâu, một lần ly biệt mấy dòng châu, rồi đây trong những đêm sương lạnh chén tàn để nhớ nhau. Ái hậu ơi, khanh có nhớ chăng đêm cuối cùng nơi cái hà, nàng đã ân cần mời ta nâng chén và khuyên ta hãy bảo trọng lấy thân.
quá hay, Hồng hát cái gì cũng hay, lạ vậy đó, hay hơn Thiện nhiều lắm đó. Anh Trần Thiện quá khen, cái gì hay hơn anh nhiều. Giỡn chơi thôi, rất là hay. Hồng là gái chắc Hồng cũng phải hơn anh nhiều chút xíu, mình okay, lady okay. First đi. Rồi. Anh Trần Thiện biết không, có nhiều quý khán thính giả đã gọi cho Hồng tấm tắc khen chương trình của mình rất là hay. Mà của Hồng cũng xin nhắc lại là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên cũng còn hòn cây. Núi cao. Tức là một mình Thu Hồng không thể nào mà nên cái chương trình Tình Người Biển Xứ được. Phải cần có tất cả anh em nghệ sĩ giống như anh Quang Hoàng, anh Minh Đức, Ngọc Thanh, dạo giờ Ngọc Trí, anh Bảo Hiền, bây giờ tới anh Trần Thiện. Giờ Thu Hồng cũng không quên là những người bạn diễn mà Thu Hồng đã mời lên trên đài, đã có lòng đến để giúp cho chương trình Tân Cổ Vô Duyên Tình Diễn Xứ. Thu Hồng xin chân thành cảm tạ và cũng không quên cảm ơn quý đài Việt Nam America TV đã cho chương trình Tân Cổ Vô Duyên Tình Diễn Xứ có hân hạnh, có điều kiện, có thời giờ, có thời gian để lên trên đài để đóng góp tiếng hát lời ca, đem niềm vui đến cho quý khán thính giả. Thu Hồng xin chân thành cảm tạ. Vừa rồi nghe Hồng nói tưởng đâu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại cũng còn ba cây. Không đúng. Ba cây đơn. Vừa rồi Thiện cũng được khán giả khen dữ lắm mà. Không? Đúng không? Hình như đúng rồi. Có một người, có một cô khán giả đã gọi cho Hồng, nói là cô rất thích cái bài Ma Nữ Đa Tình. Thì Hồng có nhắn lời, Hồng nói để Hồng nói anh Trần Thiện nhờ anh đọc số phone của anh đặng cho cô, gọi thẳng cho anh đặng anh tặng cho cô bài ca đó. Bài đó là một trong những bài mà Thiện viết rất là lâu. Dạ. À, thì tại vì nó là nhân cái mùa Halloween. Dạ. Cho nên là mình phải hát cái bài gì nó có dính ma quỷ chút xíu. Dạ. Bây giờ mùa Halloween qua rồi. Ủa sao còn mặc màu cam? Thì tại vì hơi hám nó còn dính lại. Thanksgiving. Đó, Thanksgiving vẫn còn màu cam. Con gà tây cũng còn màu cam như thường. À, bởi vậy hôm nay Thiện xin phép được hát một bài nữa. Nhưng mà anh đọc số phone cho vị khán giả. À, số phone của Thiện hả? 714-823-5741. Tưởng đâu bấm 911. 714-823-5791. 5741. 5741. 5741. Rồi về thể theo lời yêu cầu thôi. Bây giờ anh hát bản gì vui vui nữa đi. Vậy thì Thiện xin phép hát bài nữa đi. Từ cái lúc mà lấy vợ ma thì mình nghĩ lại trước đó là trước khi lấy vợ ma đó mình có những con vợ người ta. Thì cái bài hát này nó nói về một trong những cô vợ người ta đó. Dạ. Thì xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Đời Anh Buồn Như Thầy Tu. Vỗ tay. Vỗ tay. Thank you. Anh buồn như nhà tù, lấy em về tưởng đã trung tù, đến bây giờ mới thấy qua lu. Buồn ghê gớm đem nỗi đau này vô thiên thu, vì em review tùm lum. Mới hôm nào thấy gian ấp ung, tưởng đâu còn mắc cỡ lung tung, về đâu mới mày cái môi thành ra không dám dừng. Rồi thì là cầm nàng trẻ thiệt một mà, canh bồi nàng mới bơm sừng ra, ngực em cũng bơm vợ to quá xa. Ngày động phòng nàng rằng nói là đừng hòng, cầm không được phép thờ lòng vòng, sợ móp meo nơi mà em kính trọng. Nàng nói đúng em là gai mới, chưa một lần tạ tơi, nên không quen để ai đụng tới. Còn nói nếu anh mà chịu chơi, xin anh đừng lạ lơi, ta nằm yên ngó nhau được rồi. Đàn ca một hơi thật hay, nói xong rồi tới lúc no ngay, ngay như còi hú lúc đám cháy. Mình chỉ muốn ra khỏi căn nhà ngay trong đêm nay. Đời anh mà không gặp may, lấy con vợ đó cấm tay may. Nếu xưa đừng có muốn chiếm lấy, giờ đâu có đâu mỗi đêm nằm không như thế này. Đời anh buồn như thầy tu, đời anh buồn như thầy tu, đời anh buồn như thầy tu. Thiệt là thảm thiệt. Thank you, thank you. Đó là lý do tại sao hôm nay mặc áo vàng. Nhưng mà cái bài này mới vô hay quá ha. Cái dạo đờn giống như tổng thống. Nghe ghê gớm không? Tổng thống sắp sửa xuất hiện tới sân bay hay cái gì vậy, quá xá hay luôn. Thank you Minh Đức nha. Dạ, Thu Hồng xin cảm ơn Minh Đức và cảm ơn Trần Thiện. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, người mà chúng tôi đã giới thiệu từ lúc nãy, đó là bạn Quỳnh Long Giang. Và hôm nay đây bạn Quỳnh Long Giang sẽ đến với chúng ta qua ba câu vọng cổ.
mang tựa đề là Tình Anh Bán Chiếu, cũng của soạn giả Diễn Châu. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của bạn Quỳnh Long Giang. Chiếu Cà Mau thì nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe Chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa đâu chẳng thấy ra chào. Mà công dương xuân đã qua kính thử hôm nào, tôi dắt đôi chiêu băng từ dưới ghe lên xóm rầy. Chiếc áo nhuộm bùng lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của em sao trước vắng tanh, trong gió lòng chiều đông. Bồng có ai dạo lên khúc nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi ngã buồn thế tham. Bờ mà vắng dò kỳ lương,
Và sau khi tôi quay gót, chiếc áo bông hường đã khuất dạng sau mấy lùm tre. Em có biết không, tôi đã lấy nón lá mà che ngang đôi dòng lệ, vì không muốn bàng quan thiên hạ họ cười chê tôi là một kẻ si tình. Hay quá Quỳnh Long Giang ơi, hèn gì mà khán giả người ta yêu cầu lần nữa là như vậy đó. Tội nghiệp cho anh bán chiếu quá. Lần sau, nhưng mà qua Mỹ này đâu còn bán chiếu nữa. Bên đây là có mấy anh cũng đi bán, nhưng mà bán nệm không à. Vợ tao nằm nệm đâu có nằm dạ, chiếu có đúng không? Có mua có bán chiếu, nhưng mà tao mua chiếu đi ra biển để nằm. À, chiếu bây giờ chỉ trải ngoài biển thôi, không có trải giường nữa. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, giọng hát của bạn Quỳnh Long Giang với tình anh bán chiếu của soạn nhạc Viễn Châu đã tạm ngưng chương trình. Chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình ở đây. Dạ. Để chúng tôi bước qua phần thông tin thương mại. Những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với quý vị trong chút lát nữa. Xin cảm ơn quý vị. Sóng 57.3 của đài Việt Nam America TV. Ước mong quý khán giả sẽ ghé qua một lần và ủng hộ cho những cơ sở đã bảo trợ cho chương trình. Mọi ý kiến đóng góp xin gọi về cho Thu Hồng là 714-417-1030, 714-417-1030. Anh Trần Thiện. Bây giờ sao? Chúng ta bước qua chuyện vui bây đúng không? Bây giờ tới phiên chuyện vui và chuyện tầm phào do anh đảm trách đó. À, chuyện thì vui. Bữa nay anh có gì vui không? À, cũng có câu chuyện như thế này để kể coi nó có vui không nha. Mà quên nha, trước khi anh kể nha. Hình như mùa cảm cúm đã đến rồi. Anh có bị cảm cúm chưa? Không, chứ Hồng thì đã không cảm cúm rồi, chịu hết nổi rồi. Nhưng không, mà cũng phải ráng ngồi đây. Hồng nắm thấy anh nãy giờ là chắc lây rồi. Không sao, lát nữa mình bốc cái này bỏ qua bên kia. Qua kia. Dạ, không sao. Thành ra để nhắc quý khán giả, nếu nhớ mà đi ai... chích ngừa dạ, cúm. Dạ, đi chích ngừa flu season rồi. Thành ra ai mà chưa chích mà bệnh như Hồng rồi thì không cần chích. Mà nếu mà chưa bệnh thì cứ đi chích đi. Người ta nói chích ngừa đó, cũng bị cảm nhưng mà cảm nhẹ. Còn chứ không phải là chích ngừa là không cảm. Chích ngừa đó là sẽ bị cảm nhưng mà rất là nhẹ, nhưng còn không chích á sẽ bị lặng nặng đúng không? Nặng hơn. Thí dụ như anh chích ngừa anh cảm chừng 2 ngày, mà anh không chích anh cảm tới 3 tuần mà nặng nữa. Nhưng mà nếu nói như Hồng vậy cũng như không. Hồng nói là nếu mà quý vị nào mà bị cảm rồi thì không có chích nữa. Dạ. Thì thôi quý vị ơi, cứ đợi cảm thì khỏi chích tốn 20. Nhưng không được. Wow. Tại vì có khi cảm nặng lắm. Thành ra anh không hiểu, chứ giống như Hồng thì xin lỗi với khán giả, Hồng chưa bao giờ chích ngừa trơn. Tại vì thấy cái gì mỗi lần đang chưa bệnh mà chích vô cái bệnh. Sợ thành cái ra kim. Sợ lắm. Người sợ này cái sợ kim. Cái kim. Đúng thôi, rồi. Tôi Hồng xin mời anh Trần Thiện trở lại với chương trình. Có cái câu chuyện này nè, xin kể quý vị ở đây. Anh Giang, cô Hồng với lại ban nhạc nghe thử nha. Nếu vui vỗ tay giùm cái. Câu chuyện như thế này nè. Là có trong một cái gia đình đó thì cái bà đó đó có một đứa con trai. Dạ. Đứa con trai có chừng 11 12 tuổi thôi. Dạ. Thì bà thì chồng chết lâu rồi. Dạ. Cái tối đến cái bà, tại nhiều khi phụ nữ mà không có chồng bên cạnh đó, nhiều khi người ta cũng thấy buồn, thấy cô đơn đúng không? Cái có chứ, ai vậy, đàn ông mà không có vợ nhiều khi cũng cô đơn mà, đúng không? Có. Không tin hỏi tôi đi. Anh thì hình như anh tới 2-3 cô vợ lẫn mà. Đó. Nói lộn nó lại nha. Nhầm nhòi gì có nhiều tốt nữa đúng không? Tốt hả? Sợ không có đi chứ, có tốt mà, đúng không? Đó. Nó như thế này. Cái tối đến cái bà, nhiều khi bà cảm thấy bà buồn đó, bà hay ra bà soi gương, ủa sao tôi đẹp vậy mà sao không có ai, ý là vậy đó biết không? Bà đứng bà soi gương cái bà, cái bữa đó cái bà đứng soi gương cái bà cứ vuốt bà, I need a man. Đại khái gì vậy? Tôi cần một người đàn ông, ý là như thế. Thì cái đứa con trai của bà đó, bữa đó nó ngủ không được, sao nó khát nước, nó chạy ra, nó dòm vô cửa, thấy bà đứng, bà cứ vuốt người bà nói, I need a man. Nó nói, không biết mẹ làm giống gì đây. Thế rồi chuyện nó cũng qua đi. Thì 1-2 bữa sau thì nó thấy mẹ nó là có bạn trai. Mẹ nó có bạn trai. Dắt về nhà một người bạn trai đó. Đó thì nó cái nó nói, cái gương này như là có linh nghiệm hay sao á. Bà đứng trước gương mà sao bà nói I need a man, bây giờ bà có man, phải không? Cái tối hôm đó nó lại trước gương nó đứng nha, I need a bicycle. Nó cần cái tay. Tức là cái gương này là gương, nó tưởng là được, nó tưởng là gương thành, ước là được mà. Ước gì được nấy đó. Đó. Đây. Quá. Đó là câu chuyện bicycle, đúng không? Rồi.
Có câu chuyện này xin kể quý vị nghe chút xíu nữa. Câu chuyện này nó là câu chuyện được viết bằng một thứ chữ, mà cái này thì viết là năm 1993-94 gì đó. Không biết là còn nhớ được nhiều hay không thì cứ kể nha. Câu chuyện này được viết bằng chữ T. Tên tôi Trần Tiến Thiện, tức Trần Thiện. Tê không nha. Tê không nha. Trước tiên tôi thành thật tự thú, tôi tuy thân thế tàn tạ, thuở thiếu thời tiền tài thường thiếu thốn, thân thể tiều tụy, tai to, tai to thiệt, tóc thưa, tóc thưa thiệt. Tôi thường tìm tới tiệm thuốc Tây tìm thuốc trị thối tai, tại tai thối tối thường trực. Thế thời trai trẻ, tôi thích thể thao, thích tập tạ, thích trở thành tay thể thao thượng thừa. Thường thường tôi tự treo toàn ten trên trần từ trưa tới tối. Cái này là luyện nội công. Tới tuổi trưởng thành, tôi từ thị trấn Stockton tới tá túc tại tỉnh Thurtin. Thì tôi trông thấy tiểu thơ thần thị Thùy Trang. Thoạt trông thấy tiểu thơ Thùy Trang, tim tôi thổn thức, tình thích. Tôi tương tư tức thì. Tôi từ từ tiến tới thỏa thẻ. Thưa tiểu thơ, tôi tuy thiếu tài, thiếu tiền, thiếu tước thất. Thiếu tước thất thiệt. Hơi bị ngắn. Tuy tôi thiếu tước thất, tình tôi thật to tát trong trắng. Thưa tiểu thơ, thấp thỏm thương thầm thả tí thơ, thương trang thiện tính truyện tóc tơ, thương trang từ thuở trang 8 tuổi, tình trang tơi thác thiện tôn thơ. Tán lấy 18 mà tại chữ 10 vô chữ T. Người ta nói sao 8 tuổi. An Giang chúc mà. Thấy tôi thả thơ, tiểu thơ Thùy Trang tươi tỉnh, tôi tiếp tục tán. Thưa tiểu thơ, tôi thương tiểu thơ từ tai tới tóc, thương tới tận trong tim, thương trong từng tiếng thở, thương tới tận thiên thu. Thấy tôi thả thơ thì tiểu thơ Thùy Trang thương tình thỏ thẻ. Trang thấy thiện thật tội, Trang tin thiện thương Trang thiệt tình, thú thiệt Trang thương thiện từ trước. Trời! Vô rồi. Trang thương tôi từ trước, tôi thấy trời tối thui. Tôi từ từ tôi tiến tới, tôi tóm tay Trang. Tôi thận trọng, tôi táp tay Trang. Trang thẹn thùng thở thổn thển. Thôi thiện. Từ từ thôi thiện. Thêm tí thiện. Thôi thiện. Không biết làm có giống gì mà táp có cái tay không mà. Chưa tê nữa. Táp có cái tay không? Chẳng lẽ hung cái tay, nhưng mà tại hung không phải chữ T, đang phải chính đi táp. Táp cái tay, cái tay này nè. Táp cái đây nè. Đó. Nó cắn táp. Táp là chữ T. Cắn là chữ T cháu. Không biết làm cái giống gì trong cái thời gian đó, tại vì lúc đó mình phê quá, hai mắt nhắm lại đâu có biết chuyện gì xảy ra. Thế mà chữ T tiếp nha. Tới tháng tới, tiểu thơ Thùy Trang thụ thai. Táp có tay không? Chú kỳ vậy ta. Thai Thùy Trang to tướng. Tôi tận tình thang thuốc Thùy Trang, tôi tặng Thùy Trang toàn thứ thuốc tục thiệt tốt, toàn thứ thuốc tốn tiền, từ thuốc tây, thuốc ta, thuốc tẻ, thuốc tím, thuốc tẩy, chơi luôn. Tiểu thơ Thùy Trang thích trái táo, tôi tức tốc tìm táo, tôi tặng Thùy Trang. Thùy Trang thích tôm tươi to, thêm tí tỏi, tôi tiếc tiền, tôi tặng Thùy Trang. Thùy Trang tát tôi tới tấp, tại tôi tiếc tiền, tôi tìm tỏi tí ti. Tôm tí ti tỏi tổ tướng nè. Hết rồi. Vỗ tay. Chắc là chuyện tình chữ T của anh Thiện đấy. Chuyện tình chữ T. Anh Thiện cái bài chuyện tình chữ T này anh bao lâu mà anh thuộc được vậy? Cái này mình viết từ năm 1990 mấy rồi, 93, 94 gì đó. Nhưng mà có mỗi lần lên sân khấu trình diễn Không, lâu lắm rồi, không có đụng tới nó. Thành ra năm nay nó cũng nói cũng bị quên Hơi bị quên chút xíu. Nhưng mà nó trở lại, dị vãng trở lại tràn đầy.
lâu lắm mà anh cũng đâu có trở sân khấu đâu. À, lâu lắm rồi cũng không có sinh hoạt. Cũng như mấy chục năm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó lý do tại sao có nhiều cái không quên, bị quên, cho nên là quý vị thông cảm, nhiều khi cứ cầm tờ giấy liếc liếc hoài là vậy đó, tại vì quên. Quý khán thính giả đang thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Biển Xứ do Thu Hồng và Trần Thiện phụ trách, được phát hình hàng tuần trên băng tần 57.3 của Đài Việt Nam America TV. Mọi đóng góp ý kiến xin gọi về cho Thu Hồng là 714-417-1030, 714-417-1030, hoặc email về cho Tình Người Biển Xứ 573@yahoo.com. Anh Trần Thiện, bây giờ tới phiên ai hát? À, hồi nãy Quỳnh Long Giang hát cái bài Tình Người Tình Anh Bán Chiếu. Tình Anh Bán Chiếu. Dạ. À, Quỳnh Long Giang hát có 3 câu à. Mà hình như tới 6 câu. Bài này nó tới 6 câu luôn. Dạ đúng rồi. Tự nhiên mình nghe hay quá, tự nhiên tới đó nó ngắn lại. Chú nói định thiếu lại kỳ sau mà đâu có cho thiếu. Ai chơi vậy? Kỳ sau lỡ quỵt nợ luôn sao? Dạ được. Cho nên nó là yêu cầu bạn Quỳnh Long Giang tiếp tục 3 câu còn lại của Tình Anh Bán Chiếu. Yeah, yes, quý vị nghĩ sao? It's okay right? Xin mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa giọng ca của bạn Quỳnh Long Giang, phần 2 của nhạc phẩm Tình Anh Bán Chiếu. Xin cảm ơn quý vị. Khi hỏi lại sớm riêng tôi mới biết em theo chồng đã được mấy trăng qua, mình dám đâu sai hẹn với người ta mà họ lại đành đoán bỏ nhà đi xứ. Tôi giác đôi chiếu bông với cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt ta tuôn rơi theo lá rụng bên đường, gió đông đã dục dù thổi mạnh, lạnh đất trời và lạnh cả tim tôi. Người ta đã có đôi rồi, chiều chẳng đâu ấm bằng người tình chung. Bây giờ giác cặp chiêu bông, chờ đợi chi nữa, uống công tôi đợi. Nhưng mà lòng vẫn mang nặng một mối sầu tê.
tôi ngồi yên sau đây mà mắt vẫn hướng về cảnh cũ vườn xưa. Hỡi ơi con sông cũng hiệp nó chảy ra bãi ngã, còn lệ của tôi đây cũng lại lãng muôn dòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên giàn kinh ngã bay. Sông sâu bên lỡ bên mồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Vậy mới là đã đó, mới là nguyên bài à, mà buồn chứ. Mà có cái điều tôi thắc mắc nè, không ơi, anh không hiểu rồi. Cái ông nội này ông đi làm chiếu cho người ta, ông chui vô lăng phòng của người ta anh đo chiếu, xong rồi về anh tương tư. Mà đến lúc mà người ta đi lấy chồng rồi chiếu anh chưa làm xong, anh đang làm xong, lúc mà anh làm xong rồi tới thì người ta lấy chồng ta đi rồi. Tức là cái lỗi là lỗi ta, anh làm trễ, không đúng hẹn nè. Anh có làm xong, anh có quải cái đôi chiếu trên vai, nhưng mà đi vô thì thấy là cổ đi rồi, giường xưng khóa kính. Đúng rồi, trễ quá. Tại đi mất rồi. Quá à, làm lâu quá mà. Lại không làm gấp rút thì mà làm rồi, vừa tưởng tượng tới rút cô đó. Kinh nghiệm, rút kinh nghiệm, lần sau có làm phải chiếu, rút. Làm nhanh lên một chút xíu, kệ ẩu ẩu chút xíu mà có tiền. Nhưng mà lại lấy cái hẹn cho chắc. Đó, không biết khi nào anh trở lại. Đúng rồi. Ảnh 3 tháng, 6 tháng anh về. Đúng rồi. Anh dệt chiếu, anh làm đủ thứ chuyện, anh trở đúng lại rồi. Thì người ta đi mất rồi. Đó là lý do, đó là lý do tại sao. Ta nói là lấy vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày là chúng nó tha nó. Thành ra anh bắt chiếu này anh bị trễ vụ đó. À Hồng ơi, vừa rồi Hồng hát cái nhiêu đó cũng chưa có đã. Chơi thêm cái nữa nha. Thôi cho Hồng. Tại vì nói thiệt ra đó giờ cái này. Hồng nghĩ kỳ này đi. Cái này là anh nói thiệt nha. Sao? Anh sở dĩ mà anh nhận lời để mà tham gia trong cái chương trình của em là tại vì anh thích cái giọng ca của em. Ồ, cảm ơn anh Thiện. Đứa nào nó láo rồi bu lỗ mũi nó luôn. Anh Thiện kỳ quá à. Đó. Thì bây anh giờ em lâu ngày gặp nhau mà nói gì cũng được. Hồng định nói vui make my day, anh khen Hồng làm Hồng thích quá chừng luôn. Thiệt chữ mà. Thì thề luôn rồi đó. À, bây giờ Hồng hát thêm. Thưa Hồng, xin cảm ơn lời khen quý báo của anh Trần Thiện. Và để tiếp tục chương trình Tân Cổ Du Dương tình người diễn xứ, Thưa Hồng xin mời quý khán giả thưởng thức hai câu giọng cổ Ô Giang Quyết Hận. Một cánh tàn hoa tới ta rùng bên đường. Khi máu tàn quân đã nhuộm thấm xa trường, chúa công hãy mau tìm phương lánh nạn, hầu dừng lại cơ đồ trong những đảo tình thương. Hãy chuộc lại thanh danh của hãng võ Sở Ba Dương, một lãnh tướng quay hùng cái thế. Đừng chinh phục lòng dân bằng bảo tàng quý vũ, mà ngàn lắm mong lớn không trận cuồng phong nên giả cánh xa cành. Chúa công ơi, chúa công hãy mau mau tìm lối thoát thân, bỏ mặt kiếp với bốn bề khói lửa. Kìa, sao chúa công bỗng dưng rơi lệ? Đừng chảnh lòng cảnh tử biệt sanh ly. Chúa công mới quên thiếp đi và quên những ngày nó cúng điện vàng son rực rỡ. Bên Ô Giang còn hai hùng trong khói lửa, thì thành quách nào chịu đựng nỗi thương đau. Nhìn nhau giọt lệ tuôn xa,
lệ theo máu hận chán hòa chiến y sông triều giang khúc từ ly như đưa tiễn một người đi không về. Nghe vậy mới sướng nha. Bây giờ chương trình còn... chương trình mình hình như còn thêm vài phút nữa, giờ chắc anh có chuyện tầm phao nào không? Không có chuyện phao, giờ đố chơi à? Đố đi. Đố chơi nè, cái này vui nè. À, có cô đố đi nha. Đố đi. Một nhà đố ban nhạc luôn nha. Ok, nếu mà biết cũng làm ơn đính dùm coi như không biết nha. Vậy đứng như không. Ok, trả lời nha. Okay. Này có đố vui có giải thưởng không? Cái này là như lần trước nói đó, đố vui có trưởng. Đố đúng không được gì hết mà đố trả lời sai bị trưởng. Này đố vui để học. Đố vui. Đố vui để đố vui cho tìm vui. Hiểu thêm. Cái này là đố vui cho vui. Rồi. Đây, giờ đố nha. Mời quý vị nghe câu đố. Một nhà kính mít trước sau, có một đám khách bên tàu sang chơi. Cái nào câu đố có thiện là toàn thơ không à. Thằng nào đầu trọc thì thôi, thằng nào đội nón lôi ra quất liền. Đố là cái gì? Đố rồi đó hả? Xong câu đố rồi, bây giờ phải cần câu trả lời đó hả? Trả lời đi. Anh Minh Đức có biết không? Anh Quang Hoàng, bạn Ngọc Trí. Biết chứ. Biết mà nãy tay anh dặn không cho nói, không ai dám xin kìa. Xin lỗi nha, thôi làm ơn trả luôn đi, trả lời đi. Chắc tại quý vị không biết rồi, giả bộ nói gì chứ không phải đâu. Thua rồi. Thôi, vậy đi. Rồi, bây giờ thì xin trả lời nha. Tại bên này mình không xài cái đó. Bên Việt Nam thì xài nhiều. Đó là cái hộp quạt diêm á. Thấy chưa, biết lắm mà. Sao đầu chạy sao? Sao? Cái hộp quạt diêm á. Thì nó là cái hộp kính mít trước sau này, đâu có hở đâu. Là cái mở ra. Ở trong này nó có một đám lính trong này nè, yeah. Đám khách này nè. Tại vì cái hộp diêm này từ bên tàu qua. Cho nên là có một đám khách bên tàu mới qua. Thằng nào đầu trọc rồi thôi, tại trên đầu nó phải có cái cục đó thì nó mới quẹt được. Dạ. Chứ thằng nào đội nón lôi ra quất liền là đánh vô cái thân này nó mới xẹt lửa ra. Đó là câu đó là như vậy. Câu này nha, câu này vui nè. Một mẹ mà sinh vạn con. Chứ Việt Nam mình là sinh có 100 con à. Dạ, này nhiều hơn vạn con. Sớm mai chết hết, chỉ còn thằng cha. Mẹ thì đẹp tựa thiên nga, cha thì nhăn nhó, hổng ma nào thèm dòm. Đố là cái gì? Cái này dễ, hơi bị dễ đó nha. Vạn con lần hả? Đẻ nhiều. Ban đêm hay ban ngày? Không có nói ban đêm ngày hết trơn. Cái này chắc nói về loài hoa hay là bông lúa gì là đó. Cái gì? Là cái gì hả? Là cái gì thôi, anh giải đáp luôn đi. nó là ban đêm, nghe ông này cũng nói ban đêm hay ban ngày cái mình hết hồn. Tưởng chả biết chứ. Hay về đó chả cũng không biết luôn. Nè, một mẹ mà sinh vạn con, tức là mặt trăng nó có cả vạn ngôi sao. Sớm mai chết hết, chỉ còn thằng cha. Ban ngày cái mặt trăng với lại ngôi sao nó biến hết rồi, còn không mặt trời. Mẹ thì đẹp tựa thiên nga, mặt trăng đẹp quá phải không? Cha thì nhăn nhó, không ma nào dòm, có phải không? Mặt trời ai dám dòm? Dòm nữa. Tính nói nha. Thôi, người ta giải đáp rồi tính gì nữa. Lần sau nhớ nói luôn nha, đừng có trẻ giống như tình anh bán chiếu nữa nha. Xin cảm ơn quý vị, và hồi nãy giờ ban nhạc kia đệm đàn cho anh chị em nghệ sĩ hát không à? Dạ. Bây giờ mình muốn thay đổi không khí chút xíu, ban nhạc hòa tấu một bản gì cho thật hay, đúng không? Dạ đúng rồi. Xin mời ban nhạc, xin mời quý khán giả cùng theo dõi và thưởng thức một bản nhạc hòa tấu với ban nhạc của Tình Người Biên Xứ qua bản hát là Lý Ba Tri. Xin mời ban nhạc. Thank you.
Hòa Tấu vừa qua cũng đã chấm dứt cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Diễn Xứ. Thu Hồng xin chân thành cảm tạ tiệm vàng Zin, tiệm thuốc Bắc Nam Bắc Hãn, phở 86, Hiệp Trần, Hải Beauty Salon, Liên Hoa Barbecue và hệ thống phở 54 đã bảo trợ cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Diễn Xứ hôm nay. Thu Hồng cũng xin cảm ơn chú Quỳnh Long Giang đã đến giúp vui cho chương trình, và anh Trần Thiện đã ngồi kế bên Hồng, và anh bạn Minh Đức, Quang Hoàng và Ngọc Tí. Thu Hồng cũng xin cảm ơn quý khán giả đã đón xem chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Diễn Xứ, và xin nhớ chỉ có trên băng tần 57.3 của đài Việt Nam America TV. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.